Ủa em ơi, tại sao em cầm bản Cần Thơ mà em lại hô Văn Đức với Xuân Mạnh? Dạ không anh ơi, đây là người hâm mộ Cần Thơ. Ok. Ola ha luôn. Cô đi em. Thôi em phải hô 2-3 đi mà. Bên này bởi sung hơn rồi. Thôi chào em không biết là em là nhà fan của Xuân Mạnh hay là Văn Đức. Văn Đức. Ồ. Em thích Đức ở điều gì nhất? Đẹp là được. Okay. Yeah.